Hello, dạ Đức Vũ xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ Cuộc sống Mỹ tại DMV. Và đây là cái kênh mà mình luôn chia sẻ những cái điều thực tế thiết thực nhất ở Mỹ quý vị các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cái tin tức về cái dự báo trên cái tờ Fortune ha. Thì cái dự báo này á, là nó sẽ nói về câu chuyện liên quan đến 183 cái thị trường nhà. Nó có thể người ta kêu là có thể sớm cái giá nó sẽ rớt xuống khoảng 20%. Đây là cái Moody và người ta nói Moody thì dự báo. Thì ok, dự báo là dự báo đúng không quý các bạn? Dự báo là dự báo. Cho nên đó là một cái nguồn để chúng ta có thể tham khảo, và hy vọng rằng cái bài này nó cũng sẽ giúp ích cho tất cả quý vị các bạn. Và đặc biệt là cái phần này á, hôm nay mình muốn cho quý vị các bạn xem luôn. Tại vì sao các bạn? Bởi vì có nhiều người nói trời ơi ông này ông nói xạo quá, ông không biết ông lấy từ đâu, cái gì ở đâu. Thì cái này là một cái dự báo ha. Thì đây là một cái quý vị các bạn thấy trên cái màn hình, các bạn thấy cái màn hình này là đây, đây là cái phần trăm của cái over value là sao các bạn? Là giá mà nó bán hơn 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 thực tế, nó vậy cho nó dễ đi ha. Overvalue thì cái thay chỗ nào mà nó hồi xưa nó bây giờ nè, cái này là giảm nhá, cái này là giảm 25% nè, như màu màu vàng, màu cam ha, là giảm quý vị các bạn ha, giảm 0% là cái màu tím tím, giống như là màu tím này là hai cái này ha, rồi 10%, 25%. Thì các bạn thấy ha, cái màu tím này nó nhiều quá ha, màu tím này nhiều quá trời. Ok, bây giờ thì mình sẽ coi cái bài này nó sẽ nói cái gì các bạn ha. Đầu tiên là nói về cái nội dung, tại vì một số bạn nói tại sao mình nói buồn ngủ, hay là tại sao mình nói như thế này, mình nói như thế kia. Lý do mình nói thật với các bạn đó là nhiều khi mình phải dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt, cho nên là nhiều khi mình dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt thì nó ngập ngừng thì làm cho mọi người buồn ngủ đúng không? Nhưng mà ok, hôm nay mình sẽ nói với các bạn là để thực tế luôn. Rồi bây giờ quay lại vào tháng 5 thì cái ông nhà kinh tế trưởng của Moody này ha, là ông Mark Zandi, ông có đưa ra một cái dự báo, một cái phân tích, đó là thị trường nhà ở Hoa Kỳ sẽ vào trong cái giai đoạn gọi là housing correction, thì mình tạm dịch nó là điều chỉnh, cái nhà ở nó điều chỉnh nhà ở, And to thì the sau cái đó là pandemic, dịch we ra tiếng bought Việt a thôi các bạn, ton thì of nhiều khi risky nó không có assets đúng in chính March xác, of nhưng mà 2020. nó cũng sẽ Fantastic buy. ok. You can only do that Thì if you're trong strong. suốt You know, mùa if hè you've thì ever cái ông played Dandy này ông poker, nói rằng á it's easy to là press your bets cái when you've got a hoạt lot of động chips. mà nhà ở Mỹ đó là nó sẽ giảm rất là mạnh. Và điều đó thì các bạn thấy rằng lúc đầu thì các cái thị trường giống như là Phoenix hoặc là Bulls nó sẽ giảm. Rồi thì vào cái thời điểm đó, cái dự đoán của ông này á, thì ông vào tháng 5 nha, ông dự đoán á, thì đã bị rất là nhiều người trong cái ngành bất động sản bác bỏ. Các cái nhà mà đầu cơ, đây là các cái nhà đầu cơ, mình đang nói là các cái nhà đầu cơ thì giá thì cao cho cái nguồn cung cấp eo hẹp, và cái nguồn mà người mua lần đầu tiên ở cái độ tuổi cái gọi là thế millionaire sẽ tiếp tục gọi là bùng nổ nhà ở đại dịch, và tiếp theo đó là bất chấp lãi suất tăng vọt. Và điều đó thì họ đã sai đúng không các bạn, họ đã sai. Sai là vì sao? Khi mà cái ông này ông nói thì người ta không tin, và bây giờ thì các bạn thấy rằng á, đây là một cái mà mùa mà bây giờ giảm giá nhà, bắt đầu nó giảm, các hoạt động nhà nó giảm rất là nhiều quý các bạn, giảm rất là nhiều. Ví dụ như là một số nơi, một số thị trường nó rất là sôi động, ví dụ như là của Bose
hoặc là Las Vegas đó, thì cái nơi nào mà nó bùng nổ dữ thì bây giờ nó giảm nhiều bạn à, bùng nổ rất là dữ thì bây giờ nó giảm à. Rồi bây giờ mình nói thêm thì dựa trong cái báo cáo này ha, thì trong mà mọi người cũng thấy á, là nó đã hạ như là cái ông này ông dự báo à, hạ giống như ông này dự báo, và trong năm tới ông này ông dự báo là giá nhà của Mỹ sẽ dao động sẽ giảm khoảng từ 0% cho đến từ khoảng mức 0% cho đến 5% các bạn ha, 0% cho đến 5%. Và bắt đầu từ tháng 6 thì cái ông này khi mà Moody đi đưa ra cái dự báo là thì nhà mình có thể thay đổi trong năm tới. Thì đó là những cái dự báo bạn, mình có đọc cái dự báo đó rồi. Thì cái dự báo cơ sở giả định rằng á, là Hoa Kỳ sẽ không rơi vào cái việc mà suy thoái, không rơi vào việc suy thoái. Thì ông này ông phân tích là dự đoán nhà Mỹ của Mỹ sẽ giảm từ 5 đến 10% các bạn ha, từ 5 đến 10%. 5 đến 10%. Con số này thì các bạn thấy là nó có thể nếu mà ông này ông nói rằng á, Randy ông nói rằng á là kinh tế mà suy thoái sẽ khiến giá nhà của Mỹ sẽ giảm ở cái mức khoảng chừng 5% ha, 5%. Rồi thì bây giờ quay lại chút xíu trong cái lịch sử việc mà giảm giá nhà trên danh nghĩa, mình dùng từ này đúng không, trên danh nghĩa thì có nghĩa là cái chuyện mà giảm giá này nó rất là hiếm các bạn, nhưng mà đôi khi chúng nó nói chung là nó cũng có thể xảy ra, và nó xảy ra vào cái thời gian ngắn từ cái thập niên 80 sau khi mà lãi suất tăng vọt đẩy nền kinh tế suy thoái, và sau đó một lần nữa vào đầu những cái năm 90 một lần nữa vào đầu năm 90. Tuy nhiên việc mà giảm giá ở cái mức hai con số là rất là hiếm, chỉ có một cái cuộc đại suy thoái thôi chỉ có khi nào mà gọi là Great Depression hoặc là Recession thì đại suy thoái thì mới chứng kiến được cái giảm giá ở mức đó. Và thực tế thì một nhà kinh tế vĩ mô đã có rất là uy tín thì như là ông Zendi này, ông nó nói là giá nhà sẽ giảm 10% và như vậy là nó sẽ rất là tốt các bạn ha, 10%. Ok thì đó là cái nhận định của cái ông này, và dự báo nó vẫn là dự báo bạn, dự báo nó vẫn là dự báo. Rồi bây giờ mình xem những cái ngôi nhà ở các cái khu vực mà nó over value, có nghĩa là quá mức, tăng quá mức, và nó dưới under value, và cái là một cái là trên over value và một cái là under value ha, trong 2022 này thì như thế nào các bạn. Rồi thì ở đây các bạn thấy nè, cái màu ở đây ha các bạn ha, màu đây nè, màu vàng này là cái màu mà không thấy trên bản đồ, ít màu vàng lắm, nhưng mà màu cam rồi màu hồng hồng, màu hồng hồng hờn hờn, màu tím và cái màu xanh này nó là gọi là over value các bạn ha, còn cái 25% này ở dưới này ha, thì cái mức đó là 0%, 25%. Thì bây giờ mình coi những cái tiểu bang ha, những cái tiểu bang ví dụ như là ở đây Seattle, Tacoma, Washington State các bạn ha, nó có số liệu 29, 23, có nghĩa là sao? Cái tỷ lệ nó tăng các bạn, màu tím thì là 29% nè, nó tăng quá ghê luôn ha, 34% nè, Bend nè, cái chỗ mà người ta nói đây nhiều nè, đó, hoặc là chỗ này đây là Bose là 71,7% đoạn, đây là cái khu vực mà tăng kinh khủng nhất là 71,7% ha, 71,7%. Đây nữa nè, Reno nè, ha. Đó, Sacramento là 27,6% nè, ha. Riverside nè, đó. Đây các bạn ha, rồi Las Vegas nè, đó khu này, khu Phoenix là các bạn 53,8%. Những cái tím tím này là cái over, gọi là overdue, over value các bạn. Bây giờ những cái màu
vàng vàng đi, kiếm cái màu vàng vàng ở đây, vô vàng, Bloomington nè, ở chỗ này màu vàng vàng nè, Jackson nè, rồi màu vàng vàng thì ít quá ha. Ở những cái khu vực mà Dallas nè, rồi Waco, Texas nè, Austin là các bạn thấy 61% chỗ này là những cái đô mà nó bùng nổ kinh khủng nè, ha. Đó, cái màu tím tím nè, để mình coi cái khu vực mà Georgia này nó cũng tăng nè, ha. Đó, giờ mình coi lên khu vực này đi. Đó, khu vực Burlington, rồi khu vực này, khu vực Virginia, Richmond là 27,9% nè các bạn. Không, còn những cái khu vực này nó thấp hơn, là mình coi khu vực này đi. Baltimore 5,2% thôi, không có nhiều, cái khu vực của mình là nó không có nhiều các bạn ha. Rồi, lên đây chút xíu coi. Rồi, xuống cái khu vực Florida này coi, Miami, rồi Tampa, mấy chỗ này là chỗ mà tăng kinh khủng các bạn ha. Ok. Thì các bạn thấy rằng là trong cái bản đồ đó thì các bạn mình đưa sơ sơ cho mọi người thôi. Thì thấy rằng là mỗi cái quý thì Moody's nó thường là đánh giá cái số liệu về cơ bản về kinh tế ở các cái vùng miền, bao gồm là cái mức thu nhập từ địa phương và có thể hỗ trợ giá nhà của địa phương hay không. Thì vào cái chỗ mà gần đây nhất thì Moody's đã thì đưa ra 80 183 cái thị trường, trong số là 413 cái thị trường lớn về nhà cửa, đã là 183 cái thị trường này là overvalue của bạn ha, và nó cao hơn khoảng chừng 20, cao hơn khoảng chừng 25%, 25% bao gồm các cái thị trường ví dụ như Bulls là nó cái giá nó đẩy lên cao hơn giá thực tế là 72%, rồi Charlotte là cao hơn thực tế là 66% các bạn, rồi Austin là cao hơn thực tế là 61%, và phần lớn các cái thị trường này được định giá quá cao ha. Đây các bạn, đây là cái nói là định giá quá cao, quá cao. Ở các cái khu vực mà bùng nổ ví dụ như là Mountain West, rồi Sun Belt, và cái nơi này là được cái hưởng lợi từ cái việc mà làm việc tại nhà các bạn ha, pyramid work from home nè. Đó, đây là cái xu hướng mà khi mà những cái vùng này nó tăng là một trong những cái người ta nói là do cái việc mà làm tại nhà. Rồi người ta nói thêm là chỉ đơn giản là được định giá quá cao thôi các bạn ha, được định giá quá cao. Tuy nhiên nó không quan trọng. Nói về họ nói về lịch sử, nói về lịch sử thì khi mà thị trường nhà đất đảo lộn, đó không chỉ là thị trường được định giá quá cao, có nguy cơ giảm giá cao nhất. Ở đây thì mình thấy rằng là người ta nói rằng là cái nơi nào mà định giá cao thì nó sẽ giảm các bạn ha. Và ở cái ông mà Yannis này ông nói rằng là dự kiến cái phân tích này dự kiến là 183 cái thị trường định giá quá cao hơn 25% này, thì cái bản đồ mà nãy mình coi ha, mình đã coi được rồi á, thì sẽ thấy là giảm giá, và giảm giá ổng dự định đó là những cái nơi này nó sẽ giảm giá 10% đến 15%, 10 hoặc là 15%. Đây các bạn, nó sẽ giảm giá 10 đến 15%. Rồi, đây rồi những cái thị trường mà trong cái dự kiến mà ông này ổng phân tích đó là 183 cái thị trường này nhá, được đánh định giá cao hơn đáng kể trong khu vực, thì nó sẽ giảm từng từ 15 đến 20 các bạn ha, từ 15 đến 20. Rồi, đó là cái phân tích, cái phân tích cái gì các bạn ha, đó là cái phân tích thì những cái dự đoán vào tháng 6 đó, tháng 6 và tháng 6, vào tháng quay lại tháng 6 đó, thì cái Moody này họ phân tích đó là thị trường được định giá quá cao sẽ giảm từ 5 đến 10%. Thì cái này mình cũng thấy đúng bạn ha, đúng chứ không sai.
À, rồi. Đây là đây là 400 cái thị trường nhà, cái mức độ thị trường nhà mà nó người ta khảo sát tại Semifor 400 này các bạn ha. Thì đây là over value và under value. Đây là cái phân tích của họ ha. Thì mình nhìn cái bản đồ này ha. Từ 1993, 97, 2012 đến 2022 này các bạn ha. Đó, con số đồng hàng ha. Nó có số liệu đồng hàng và cái video này mình cũng muốn cho mọi người xem đấy, nó nhảy lên nè ha. Nhảy 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 nhảy. Đó, các bạn thấy nè, đó những cái thị trường là nó nhảy ha. Thì ok, đó là cái biểu đồ để cho mọi người thấy ha. Thì người ta nói rằng là cái ông cái Moody này phân tích đó, thì họ không phải là chỉ một mình không mà được còn nhiều cái công ty nghiên cứu khác họ cũng đưa ra những cái dự báo là giá nhà sẽ sớm giảm trong toàn quốc các bạn ha. Ví dụ như ở đây mình thấy là có gì John Burns Real Estate Consultant đó, cái này nhấp vô thì nó sẽ nhảy ra thôi. Rồi Capital Capital Economics, rồi a lot à, rồi John Day, đây là tất cả những cái ha. Rồi đó là những cái mà hoặc là cái ông nhà kinh tế học mà Robert Shiller nè, cái người mà đã dự đoán tình hình mà sụp đổ nhà cửa năm 2008 à, ông này á, là ông nói rằng á, giá nhà sẽ giảm có 10% 10% và trong khi đó thì Fitch Rating nói rằng á, là có một cái kịch bản giá nhà ở Mỹ sẽ giảm từ 10 đến 15%. À, đây là những cái dự báo của anh ha, đây là những cái dự báo thôi. À, mình thì mình cố tình mình đưa ra cái này là cho mọi người thấy rằng mình sâu nó ở đâu, mình có nó ở đâu ha. Thì có thể không nói rằng là tất cả những cái dự báo đó là giá nhà nó giảm các bạn. À, không hề nói rằng là tất cả những cái dự báo là giá nhà nó giảm trong năm tới. À, ví dụ như là ở đây có Hiệp hội Bất động sản nè, rồi có cái thằng nổi tiếng là Finismac nè, rồi Fidismac nè, CoreLogic hoặc là Zillow ha. Thì đây là những cái dự đoán nhà sẽ tăng ở mức mà một con số. Thì có những cái người thì họ đoán là nhà giảm, có những người theo đoán thì nhà sẽ tăng các bạn ha. Thì đó là những cái phân tích của họ thôi, phân tích của họ thôi quý vị bạn ha. Đó thì qua cái video này thì mình thấy rằng á là ở đây có những cái phân tích đánh giá ha, là đơn giản là giá cao thì cái chỗ nào mà định giá cao quá thì đảm bảo rằng nhà nó sẽ giảm. Tuy nhiên nó không quan trọng nói về cái lịch sử trước đây à, thì khi mà nhà nó bị đảo lộn, đó là cái thị trường mà được định giá quá cao thì có nguy cơ giảm giá cao nhất. Cái nơi nào mà cao thì cái nơi đó sẽ giảm nhiều nhất quý các bạn ha. Thường là như vậy ha. Thường là cái nơi nào giảm thì đó là một cái điều thực sự dễ hiểu. Và bây giờ thì người ta nói thêm là khi mà cái tỷ lệ thế chấp nó vẫn còn cao, rồi các cái giao dịch mua bán nhà ở tức là mình nói là bán nhà đó, sales home nè, bán nhà vẫn chậm chạp thì cái giá nhà là một cái câu chuyện mà ly kỳ khác. Trong khi đó thì các cái nhà đầu tư xây dựng có cái xu hướng giảm nhiều hơn. À, trong khi đó là các cái nhà đầu tư xây dựng thì họ giảm nhiều hơn. À, có một cái yếu tố liên quan đến cảm xúc, đó là người bán không muốn từ bỏ con số trong đầu của họ. Chưa kể một thị trường làm việc vững chắc có nghĩa là người bán không có tuyệt vọng. Nên nói thật với các bạn chứ bây giờ thì những người bán người ta cũng chả có muốn bỏ nhà lên để bán đâu quý các bạn. À, bởi vì bán nhà không được cái giá như họ mong đợi. À, rồi họ lo lắng về lạm phát chưa chắc là như thế nào, rồi kinh tế, rồi nói chung là giá nhà theo quan điểm của Đức Vũ thì nó cũng sẽ là giảm với bạn ha. Ok thì đó là cái cập nhật của mình trong cái video này, hy vọng là nó sẽ giúp ích cho tất cả quý vị các bạn. Rồi,
Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn ngắn 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 chút xíu thôi ha. Thì mấy nay hơi bận rộn chút xíu và cảm ơn quý các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mới Tại DMV. Cầu chúc quý các bạn mà một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Chào tạm biệt quý các vị ạ. Quý vị các bạn thấy mà những cái video liên quan đến cập nhật thông tin thị trường nhà của Đức Vũ mà nó hữu ích thì vui lòng nhấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem quý vị các bạn nhé. Và rất là trân trọng những cái comment của tất cả quý vị các bạn. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.